Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây sẽ là phần tin thế giới. Súng nổ kéo dài 6 phút ở Anh Quốc, 5 người thiệt mạng. Có ít nhất là 5 người đã thiệt mạng, chưa kể nghi can tự sát đã chết trong vụ nổ súng hàng loạt tồi tệ nhất của nước Anh trong hơn một thập niên tại thành phố Plymouth, phía tây nam nước Anh. Cảnh sát tuần tiễu khu vực Cayham của Plymouth đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ, một bé gái 3 tuổi cùng với một thân nhân của bé, sau đó là hai người đàn ông nữa khoảng vào lúc 6 giờ chiều hôm qua, thưa quý vị. Tất cả nạn nhân người lớn đều trong độ tuổi từ 30 cho đến 60. Cảnh sát xác nhận là tay súng tên là Jack Davidson, 22 tuổi, công nhân điều khiển xe cần cẩu, đã xông vào một căn nhà bắn chết một người phụ nữ, sau đó nổ súng vào hai người khác, rồi chạy đến một công viên bắn chết hai người đi đường không liên can. Hung thủ đã tự sát trước khi cảnh sát đến nơi. Tìm kiếm nội dung các bài viết trong computer của nghi can Jack Davidson, cảnh sát cho hay là không thấy chứng cứ để kết luận tay súng có liên lạc với một tổ chức khủng bố hoặc cực hữu. Cảnh sát cho rằng người phụ nữ bị bắn trong ngôi nhà ở Big Dick Drive là mục tiêu của nghi can, trong khi các nạn nhân còn lại đều là người vô can. Israel tiêm liều vaccine COVID-19 cho người trên 50 tuổi và nhân viên y tế. Thưa quý vị, Israel hôm nay đã hạ độ tuổi tối thiểu được coi là đủ điều kiện để tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba từ 60 xuống còn 50, cùng với lực lượng nhân viên y tế với hy vọng làm giảm số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta. Theo Bộ trưởng Y tế Israel, Nachman Ash, thì chiến dịch tiêm liều thứ ba sẽ sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech sau khi đã khởi động chiến dịch tiêm vaccine từ cuối năm 2020. Tính cho đến nay, thì đã có khoảng 60% dân số Israel tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Cũng theo nguồn tin này, thì số ca nhiễm hàng ngày tại Israel đã giảm từ 10.000 người hồi tháng Giêng năm nay xuống còn một con số vào tháng 6 qua, thưa quý vị. Tuy nhiên, sau đó thì sự xuất hiện của COVID-19 biến thể Delta đã làm số ca nhiễm tăng vọt ở Israel lên tới xấp xỉ là 6.000 ca, tính cho đến hôm đầu tuần. Tính tổng cộng thì có hơn 700.000 người cao tuổi ở Israel đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba. Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, hầu hết người được tiêm liều vaccine thứ ba đều cảm thấy tác dụng phụ tương tự hoặc là nhẹ hơn so với mũi tiêm thứ hai. Các viên chức Cuba bị Hoa Kỳ trừng phạt vì đàn áp người biểu tình. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hai viên chức cao cấp của Cuba và một đơn vị quân đội bắt đầu từ ngày mai. Hành động mới nhất trong một loạt quyết định đáp trả chiến dịch trấn áp người biểu tình của chính phủ Cuba. Hai viên chức trên đã tùng sự tại Bộ Nội vụ và đơn vị nhảy dù Cuba đã tham dự kế hoạch trấn áp, bắt bớ, bỏ tù hàng trăm người biểu tình. Đây là vòng trừng phạt thứ ba của Tổng thống Joe Biden sau khi cảnh cáo rằng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ túc trừ khi Havana thực hiện đáng kể các chính sách cải cách. Lệnh trừng phạt được công bố hôm nay nhắm vào Romarico Vidal Sotomayor Garcia và Pedro Orlando Martinez Fernandez thuộc Bộ Nội vụ Cuba cũng như đơn vị nhảy dù của quân đội Cuba hay còn gọi là FIR. Thưa quý, xin lỗi quý vị, hay còn gọi là FAR. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết sẽ phong tỏa tất cả trương mục của các cá nhân và tổ chức nói trên tại ngân hàng hoạt động ở Hoa Kỳ và cấm công dân cũng như các công ty Hoa Kỳ giao dịch với họ. Nổ xe buýt ở miền Tây nước Nga, hai người thiệt mạng. Một vụ nổ xảy ra trên chiếc xe buýt đang dừng lại tại địa điểm gần một trung tâm thương mại ở Ponendis, miền Tây nước này, đã khiến cho hai người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Thống đốc Alexander Gusev cho biết, một người phụ nữ bị thương nặng đã chết tại nơi xảy ra vụ nổ. Ông nói thêm rằng, một người phụ nữ khác đã chết tại bệnh viện, chưa kể một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Người lái xe buýt may mắn sống sót cho biết là có 35 người ngồi trên chiếc xe buýt khi tiếng nổ dữ dội xảy ra. Các chuyên viên về chất nổ đã được cử từ Moscow đến để mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân xảy ra thảm họa trên. Phó thống đốc khu vực, ông Sergei Solokov, nói với hãng thông tấn Interfax rằng là nhân viên điều tra không tìm thấy dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin châu Á với những tin chính sau đây.
Nga không gia hạn chiếu tháng nhập cảnh, buộc ký giả BBC phải về nước. Cung cấp gái mại dâm cho người ngoại quốc, ngôi sao K-pop của Nam Hàn phải ngồi tù 3 năm.